Chào ngày mới, Khang Audio 1861 xin kính chào các thượng đế. Chúc các thượng đế ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, các thượng đế vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Video sau thì có khoảng hơn chục chiếc đài thanh lý. Bây giờ thì giới thiệu băng cassette tới mọi người. Trước tiên thì trân trọng kính mời mọi người ly chè xanh cho tình cảm của chúng ta tiếp tục vươn lên một tầm cao mới. Báo cáo với lại các thượng đế để mọi người được hoan hỉ. 8 chiếc đầu thâu băng của mình đang hoạt động để coi như thế là phục vụ hai thượng đế, một thượng đế ở tỉnh Kiên Giang, một thượng đế ở tỉnh Bình Phước. Thượng đế ở tỉnh Kiên Giang Trần Văn Chốt 5 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2. Thượng đế ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũng Trần Văn Chốt 5 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2. Nội dung chương trình thâu theo yêu cầu. 8 chiếc đầu thâu băng của mình đang hoạt động. Thì cái băng cụ tổ Maxen UD2 thâu chương trình theo yêu cầu thì 100.000 đồng một cuộn. Còn bây giờ thì giới thiệu với mọi người những cái cuộn băng Sony HF90. Ở combo này có 6 cuộn. Đấy, 6 cuộn. Cuộn băng thứ nhất có nội dung chương trình Chế Linh. Nhạc 675. Sợi dây bóng lộn. Đây. Đấy. Bóng lộn. Bóng lộn là đẹp rồi. Bóng lộn là ưng đi bụng rồi. Cuộn băng thứ hai Modern Tucking và Bonet 79. Cuộn băng thứ ba Mạnh Đình Chuyện Dàn Thiên Lý. Tôi đứng bên này sông bên kia vùng lửa khói đấy. Cuộn băng thứ tư Hương Lan 7.000 đêm. Cái ông bùn này hay lắm. Qua vào cái bài đầu tiên là bài 7.000 đêm góp lại. Cuộn băng thứ năm Tuấn Vũ Đêm Bơ Vơ. Trời bây giờ trời buồn nên trời hay mưa. Đấy. Và cuộn này là cuộn thứ sáu Thiên Trang Chế Linh Giao Linh. Đường về một đêm mưa gió tả tơi. Nghe thích lắm. Nghe thích lắm. Trong loại Thiên Trang loại ngày em 20 tuổi. Cuộn băng này tuyển lựa những cái chương trình rất chi là hay, được nhiều người yêu thích. Điểm danh lại Chế Linh, Modern Tucking và Bonet 79, Mạnh Đình, Hương Lan 7.000 đêm, Tuấn Vũ Đêm Bơ Vơ, Thiên Trang Chế Linh Giao Linh. 6 cuộn này 50.000 đồng một cuộn, một mức thóc rẻ nhất của đất. Bỏ ra 50.000 đồng mua một cuộn băng của lão nông Chi Điền, về sử dụng được cả hai mặt, mặt A và mặt B. Trong quá trình thưởng nhạc thì chỉ có vỗ đùi đen đét. 6 cuộn là 300.000 đồng. 300.000 đồng là tiền băng. Còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua được quyền trả, người cung cấp không có cái quyền trả tiền vận chuyển. Trước khi dừng video, một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.
Video sau thì khoảng tầm 15 trước đài thanh lý nha. Yeah.